Xin anh em, chúng em đã quay trở lại với Viettel Store TV. Sau sự thành công vang dội của chiếc Realme C11 mà mấy hôm trước mình đã review khi mà ở trong phân khúc tầm giá đấy vô đối luôn, đi so sánh bao nhiêu con thì cũng khá là nổi bật, thì Realme đã tiếp tục ra mắt thêm một chiếc máy nữa ở trong series C của hãng, đấy là Realme C12. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và đánh giá nhanh chiếc máy này nhé. Intro nào. Rồi, thành thật ra mà nói thì mình cũng khá là mong chờ chiếc Realme C12 này khi mà mình là người đầu tiên mở hộp chiếc máy này tại thị trường Việt Nam luôn. Thế nên là bây giờ cảm giác rất là háo hức luôn. Rồi, mình đã mở xong siêu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem phụ kiện đi kèm ở trong chiếc máy này sẽ là những cái gì nhá. Hộp ở trên chiếc máy này vẫn hơi rít chút. Rồi, đây, mình đã mở hộp của chiếc Realme C12 rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đôi chút về phụ kiện nha. Đây, nhân vật chính đây, Realme C12. Chúng ta sẽ bỏ này qua một bên, tí nữa sẽ nói về thông số cũng như đánh giá chiếc máy này sau. Rồi, nói qua về phụ kiện đi, thì chúng ta sẽ có đây, là một cọng cáp, và cọng cáp này sẽ là cọng cáp micro USB. Giá rẻ mà, thế nên chúng ta cũng không mong chờ quá nhiều chiếc máy này là sẽ được trang bị cáp USB Type-C. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở trong phân khúc tầm giá này. Và chúng ta sẽ có đây, đây là một củ sạc, và công suất của củ sạc này sẽ là 5V 2A, tức là 10W, một công suất sạc cũng cơ bản, không quá nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính, chiếc Realme C12. Trước mắt thì chúng ta sẽ nói qua đôi chút về thiết kế nhé. Chúng ta sẽ có các khối này, đây chúng ta sẽ có các đường khối chia cắt nhau, nhìn trông nó rất là liền mạch, rất là ấn tượng. Và có một trong những điểm đáng chú ý nữa ở trên chiếc Realme C12, như anh em có thể nhìn thấy, là chúng ta sẽ có phần cảm biến vân tay ở bên phía mặt sau như thế này. Một trong những điểm nâng cấp so với chiếc Realme C11 không có cảm biến vân tay. Nói qua đôi chút về cụm camera thì chúng ta sẽ có 3 camera được xếp theo hình chữ L như này và nằm ở trong một module hình vuông nằm ở góc trên cùng phía bên trái phần mặt lưng. Nhìn chung thì thiết kế này vẫn rất là ấn tượng, nó không hề giống so với chiếc Bphone B86 như ở trên chiếc Realme C11. Còn nói qua đôi chút về cụm đèn flash LED thì đèn flash LED của máy sẽ được nằm ở ngay phía bên cạnh của camera chính. Ở bên phía cạnh bên phải màn hình ở đây thì chúng ta sẽ có đây, đây là nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Ở bên phía cạnh trái thì chúng ta sẽ có ở đây, đấy là khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ. Ở bên phía dưới chúng ta sẽ có đây, đấy là jack cắm tai nghe 3.5mm, cổng kết nối micro USB, loa ngoài cũng như là mic thu âm chính. Ở bên phía trên thì chúng ta sẽ không có bất cứ một cái gì cả. Quay trở lại với phía mặt trước thì Realme C12 sẽ sử dụng kiểu thiết kế màn hình, đó là màn hình giọt nước, và như anh em có thể nhìn thấy, phần cạnh trái phải cũng như là cạnh trên của máy thực sự rất mỏng luôn. Ở bên phía cạnh dưới chúng ta sẽ hơi dày hơn một chút, tuy nhiên như mình cũng đã nói trong bao video thì đây cũng là một điều khá dễ hiểu ở trong phân khúc giá rẻ. Nói qua đôi chút về màn hình đi, thì ở trên chiếc Realme C12 chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 6.5 inch. Độ phân giải của máy sẽ là độ phân giải HD+, và tấm nền mà máy sử dụng ở đây sẽ là tấm nền IPS LCD. Nhìn chung ấy, thì chiếc máy này cũng sẽ đem đến cho chúng ta một mức độ sáng khá là ổn khi mà ở ngoài trời. Như anh em có thể nhìn thấy, mình đang để mức độ sáng cao nhất đây. Thì như anh em nhìn thấy, ở trong điều kiện đèn studio đang bật rất là sáng luôn, thì chiếc máy này vẫn có thể đáp ứng cho chúng ta vừa đủ trong khá nhiều tác vụ. Chưa kể đến việc là màn hình to thì chúng ta sẽ có được những trải nghiệm giải trí tốt hơn. Chính vậy thế nên đây sẽ là một trong sự lựa chọn giá rẻ mà giúp ích chúng ta rất nhiều trong các tác vụ giống như là xem phim hay chơi game. Chơi game thì tí nữa chúng ta sẽ nói qua về phần hiệu năng ở trên chiếc máy này sau, để xét xem đây có phải là một chiếc máy đáng mua, đáng sở hữu để mà chơi game không nhá. Tiếp theo nói về camera đi. Ở trên chiếc Realme C12 chúng ta sẽ trang bị một camera chính với độ phân giải 12MP. Cùng đây chúng ta sẽ có một camera tele 8MP và một cảm biến đo độ sâu trường ảnh. Trên những trải nghiệm thực tế thì hình ảnh cho ra ở trên những chiếc smartphone Realme vẫn luôn là như vậy, thế nên anh em không cần phải quá lo lắng khi mà chụp ảnh, màu sắc vẫn rất là rực rỡ và độ chi tiết vẫn rất là ổn. Còn về camera selfie thì chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải là 5MP. Như anh em có thể nhìn thấy thì những bức ảnh cho ra ở trên chiếc Realme C11 này vẫn rất là tốt. Đây, da người sẽ làm mịn và được cà cho rất là trắng. Thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội không cần vượt qua bất cứ một filter nào cả. Và đây sẽ là một trong những sự lựa chọn giá rẻ mà rất là hợp đối với những chị em phụ nữ muốn có cho mình những bức ảnh đẹp và nhu cầu sử dụng cũng không quá lớn. Đơn giản chỉ là sử dụng chụp ảnh, đăng lên mạng mà thôi. Đấy. Tiếp theo nói về hiệu năng thì ở trên chiếc Realme C12 chúng ta sẽ được trang bị con chip là MediaTek Helio G35, và chúng ta sẽ có 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Trên những trải nghiệm thực tế thì đây thực sự là một trong những nâng cấp rất cần thiết ở trên chiếc Realme C12. Chúng ta sẽ có được những trải nghiệm chạm vuốt nó cũng khá là ổn, nó không hề bị khựng quá nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đấy là với con chip MediaTek Helio G35 thì chúng ta vẫn sẽ có khả năng xử lý cũng khá là ổn trong tất cả các tác vụ hàng ngày cũng như là chơi game trung bình ở mức FPS đâu đấy khoảng 30-35. Thế nên là anh em hoàn toàn thể sử dụng chiếc máy này để chơi game ở mức độ như thế với tần suất gọi là cũng không quá nhiều.
Còn nếu như mà để xét về phần mềm thì ở trên chiếc Realme C12 chúng ta sẽ được chạy trên giao diện. Đây là giao diện Realme UI 1.0 và ở trên phiên bản hệ điều hành, đấy là Android 10. Như anh em có thể nhìn thấy thì ở trên giao diện Realme UI chúng ta sẽ có rất nhiều tùy biến. Đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta vào vạch. Trong khi giao diện của nó thì lại không thay đổi quá nhiều so với Google. Chúng ta vẫn sẽ có những cử chỉ này, vuốt lên để có thể mở menu app này. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng một cách rất là quen thuộc, rất là dễ dàng để mà sử dụng, chứ không quá xa lạ, không quá cảm thấy khác biệt so với những cái phiên bản hệ điều hành khác, không quá khác biệt so với những giao diện khác nữa. Cuối cùng là về pin thì ở trên chiếc Realme C12 chúng ta sẽ trang bị một viên pin với dung lượng lên tới đó là 6.000 mAh. Đấy là một lý do giải thích tại sao chiếc Realme C12 có một trọng lượng nó cũng khá là nặng. Tuy nhiên thì với một viên pin như vậy chúng ta hoàn toàn thể sử dụng thoải mái trong khoảng thời gian đấy là 1,5 cho đến 2 ngày với tần suất là trung bình. Còn nếu như mà sử dụng ít như mình ấy, sử dụng xong mình dùng mình cứ vứt máy đi thôi, mình đơn giản mình chỉ check thông báo rồi rep tin nhắn các thứ, thì 2 ngày đến 2 ngày rưỡi, thậm chí là 2 ngày rưỡi là hoàn toàn sử dụng thoải mái ở trên chiếc máy này luôn. Thế nên là nếu như anh em cần lựa chọn một chiếc máy mà đi dùng phát wifi hoặc là để làm một chiếc máy phụ thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Còn nếu như những bạn nào mà muốn sở hữu một chiếc máy với dung lượng pin châu bò thì đây chắc chắn phải là một trong những sự lựa chọn mà anh em cần lưu tâm. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau mở hộp và trên tay nhanh chiếc Realme C12. Nhìn chung thì chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên ý, là chúng ta sẽ có những nâng cấp rất đáng kể so với chiếc Realme C11. Thứ nhất, đấy là cảm biến vân tay. Chúng ta sẽ có những cái đường họa tiết thiết kế nhìn trông rất là đẹp mắt như thế này. Tiếp theo nữa về màn hình, chúng ta sẽ có một màn hình đủ dùng, khả năng hiển thị ngoài trời rất là tốt. Camera thì khá xuất sắc đấy, như anh em có thể nhìn thấy ở trong một vài bức hình mình đã chụp rồi. Một mức hiệu năng mà được đủ dùng, cải tiến hơn so với chiếc Realme C11 và chắc chắn hứa hẹn sẽ đáp ứng cho chúng ta khá tốt trong những nhu cầu xử lý hàng ngày. Và một thời lượng pin thì phải nói là ối trời ơi luôn, cực kỳ châu bò, sử dụng thoải mái. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc Realme C12? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và nhớ subscribe cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.